Tại lễ trao giải thưởng Viễn thông châu Á Thái Bình Dương năm 2016 vừa được tổ chức tại Singapore, công ty cổ phần Viễn thông FPT đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất vinh dự đón nhận danh hiệu doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số của năm. Giải thưởng do tập đoàn đa quốc gia International Data Corporation trao tặng nằm trong khuôn khổ các hoạt động của hội thảo Viễn thông châu Á Thái Bình Dương năm 2016. Doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số của năm là một trong năm danh hiệu được trao tặng nhằm mục đích đánh giá công tác chuẩn bị quá trình cung cấp dịch vụ viễn thông và tiếp cận xu hướng hội nhập quốc tế, đặc biệt là khả năng đón đầu thị trường nhằm thương mại hóa các dịch vụ viễn thông. Các giải thưởng năm nay ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà các đơn vị đã đạt được, bao gồm việc thực hiện sự phân hóa cạnh tranh, phát minh ra các dịch vụ sản phẩm mới và mở rộng vùng phủ truy cập đến các thị trường tiềm năng.